Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Học sinh trung học trên khắp nước Mỹ đã bỏ học, đổ về thủ phủ của các tiểu bang và thủ đô Washington DC yêu cầu cải cách luật kiểm soát súng. Nhiều học sinh từ ngoại ô bang Maryland kéo về tòa nhà Quốc hội tại Washington DC, trong khi học sinh sinh viên ở Florida quy tụ tại thủ phủ Tallahassee. Tại các địa điểm khác trong bang Florida, học sinh bỏ lớp, hô vang khẩu hiệu "Các người thật đáng xấu hổ". Các nhà lập pháp bang Florida vừa bác bỏ một dự luật cấm vũ khí tấn công hôm 21 tháng 2. Các quan chức Hoa Kỳ cho hay Triều Tiên đã hủy cuộc gặp dự kiến diễn ra trong kỳ Olympic với Phó Tổng thống Mike Pence chưa đầy 2 tiếng trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu. Không rõ liệu thái độ của ông Pence đối với Triều Tiên có phải là nguyên nhân dẫn đến quyết định này hay không. Nhà chuyên gia phúc âm người Mỹ Billy Graham vừa qua đời, hưởng thọ 99 tuổi. Ông từng cầu nguyện chung và cố vấn tinh thần cho các nhân vật nổi tiếng và quyền lực nhất thế giới, kể cả các đời Tổng thống Mỹ, từ Tổng thống Harry Truman cho tới Tổng thống Barack Obama. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.